Rồi nói gì đi. Đi mua tôm. Nói đi. Chạy nhà mình đi mò tôm nha các bạn. Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu mình đi mò tôm à. Rồi, cả nhà mình đi mò tôm luôn á. Rồi, chỗ đó được rồi. Hả? À, Dương ơi mấy. Chó được. Rồi đi mò đi, đi mò đi, có gì không? Hay rồi. Thánh hay rồi. Thánh mò cá rồi. Mò hay quá. Đây có con gì nè. Thấy thú vị không các bạn? Nè, dấu tôm này các bạn thấy không? Đó, dấu tôm đó. Con gì vậy cô? Con gì không? Sao bắt anh hả? Sao bắt, bỏ miếng xíu à. Bỏ ra. Đâu, bự không? Ô, cái món bự nè, hay quá trời rồi. Quá hay. Rồi, tổng hương các bạn ơi. Hay da, nó mới tổng hương rồi. Gương mặt cực kỳ biểu cảm luôn các bạn ơi. Quá trời rồi. À, giờ mình sẽ lên xuồng mình quay các bạn. Nãy giờ chưa thấy được gì cho các bạn ơi. Thật là buồn quá đi. Thấy được cá bóng chà bá luôn nè. Đâu rồi, cá bấm đâu rồi. Ê, cá bấm đâu, cá bóng đâu. Đó, được cá bóng. Không có cái gì hết trơn. Ôi đẹp mẹ, sâu quá. Cái này mò gì nữa, quá sâu rồi. Gây đôi nhịp. Gây đôi nhịp. Đó các bạn thấy chưa. Nước tới đây luôn rồi, ghê quá rồi. Nguy hiểm quá các bạn. Thì xinh hả? Thấy gì đặc biệt chưa. Ôi, thú vị quá. Thú vị quá là sao? Ngoài đây là nó hỏi vô à. Theo kinh nghiệm nghiệp dư thì thường thường mấy khúc này là có cá nhiều lắm các bạn ơi. Mà chưa thấy gì trơn á. Lâu vậy? Nghiệp dư nữa. Có gì kìa. Ồ, Pháp. Ốc Pháp rồi. Ốc Mỹ. Ốc Mỹ. Cá không? Bu. Mà. Bu vàng á. Bu vàng đâu vậy? Ốc Mỹ rồi. Ốc này người ta gọi là bu vàng nè. Cảm ơn. Sau một hồi nỗ lực vất vả thì được hai ba cá bóng các bạn ơi. Không có gì trơn á. Thường là khúc này là có tôm dữ lắm luôn nè, bây giờ không thấy con gì hết trơn các bạn. Tiếc thiệt. Thánh nè, hết selfie vậy. Đi, quay lại. Bu nè. Được ốc bu gì kìa. Trời ơi. Hồi là lấy cái gì đây. Hả? Thật quá.
Gắt tivi nha các bạn, gắt tivi. Nên em ơi. Gắt tivi đó. Không có gì đâu các bạn ơi, giờ anh em mình lên bờ về thôi các bạn ơi, đúng thôi. Tiếc quá rồi. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau nha. Đừng quên nhấn like và chia sẻ kênh giúp mình nha các bạn.